Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một loài cây khá là lạ, độc. Đây là cái này là cây trời nhạy các bạn này. Đây là người ta gọi một cây trời nhạy. Lá của tác dụng của cây trời nhạy này ta là thay cho chè, chè ú. Cái này mình trồng bonsai. Cái trời nhạy thì mình thấy này, nó nhìn rất xanh đẹp, gốc của nó các bạn thấy đẹp tinh. Đây là cây trời nhạy cẳng. Tác dụng của cây này thì chữa ngắt cùng với này, với lá cam thảo, cây cam thảo đó, cái lá vối cùng ba cái lá này nấu nước lên uống khá là tốt, thơm, cũng thay cho trà. Hoa trời nhạy thì khá là thơm mà nhạy thì đặc đặc điểm của nó thì nó chịu hạn khô được. Mình trồng một vài cây nhưng mà có một cây này nó sống. Cái này nhạy thì mang tính dụ hoa, cây nhạy thì để nấu nước. Nhà các bạn chưa tưới đều cho nó lọ nó ok, còn nó cũng chịu rất hạn, khá nắng thì khô hạn nắng cũng vẫn chịu được các bạn. Thì mình có những cái tác dụng của cái cây thứ mỗi thứ mỗi thứ một tí thì tác dụng của nó của cả. Trời nhạy thì nó có tác dụng của cây trời nhạy. Lâm ơi, cái điện thoại của bố mô, điện thoại mô sai chưa? Chiều không có pin mà quay mô, không có nước mô. Mới chịu rồi, chiều nay mới không có cái gì mà quay thì vô quay không. Tôi bố dặn rồi. Đấy, mình đã sơ qua về những cái tác dụng của cái cây trời nhạy. Thì trời nhạy thì nó mọc ở trong rừng nên là ngày trước các cụ người ta dùng cái cây này này, cây này với một cây trứng cá người ta nấu lên nước để uống. Cái lá vối thì nên là lá này rất xanh này, bạn thấy lá như lá chè, mập. Bén là cày ra bên đuôi rễ là nó mập. Lá vối này, lá này gọi là lá trời nhạy. Hoa nở vào khoảng tháng 3, tháng 4 và tháng 5 trong năm.
Hôm nay mình giới thiệu về tác dụng của cây trình ngạnh để nấu nước uống cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.